Chiều ngày 5 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát thông tin, theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông xét ở khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông xét cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Sau đó, mây dông có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5, cấp 7. Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 6 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc của miền Bắc. Trưa và chiều ngày 6 tháng 11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ. Đêm ngày 6 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ gần sáng và ngày 6 tháng 11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 6 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.